Chào mừng bạn đã đến với kênh Haribo Off Watch. Vâng, xin chào mọi người. Hiện tại chúng tôi đang ở vào cảng Long Thành, Đồng Nai. Thì nay là chiều mùng 3 thì chúng tôi đang đi chúc Tết bà con dòng họ ở Đồng Nai. Thì điện thoại gần hết pin rồi, không có ghi âm được. Thì mong các bạn xem clip nha.
Ôi trời luôn rồi. Quá trời không? Con gà giật tí. Mưa chắc nó lại dữ lắm. Đường ra không? Thank you.